Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa lay ơn như thế này nha. Đây là bông hoa, cành hoa mẫu mà mình đã làm sẵn. Các bạn có thể nhìn thấy. Cái cành hoa lay ơn này thì các bạn làm có thể để dùng vào cắm vào bình trong các ngày Tết ấy, thì hay là ngày bình thường cũng rất là đẹp. Đây là một cành hoa mình đã làm. Thì để làm được cái cành lay ơn như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên là giấy nhún màu, các màu mình dùng màu hồng nhá. Cành kia thì mình đã làm màu vàng thì cành này thì mình sẽ làm màu hồng. Kẽm để làm cái thân cây ấy, thì các bạn dùng cái loại kẽm nó to như thế này nhá. Hoặc là bạn nào mà không có kẽm to thì các bạn có thể dùng cái kẽm nhỏ, xong rồi các bạn dùng cái giấy nhún màu xanh để độn vào nhá. Thì trông nó to thì cái cành hoa lay ơn khá là to. Hơn nữa là cái cành này phải dài tầm khoảng 60 cm. Tiếp theo là băng keo sáp màu xanh này, keo sữa, kéo, tức kẻ và kẽm si. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa trước nha. Các bạn chuẩn bị một tờ giấy nhún màu hồng có kích thước là tầm khoảng 3,5 nhân với 6,5 nha. Hoặc các bạn làm kích thước nhỏ hơn cũng được. Các bạn gấp đôi lại rồi cắt tạo hình cánh hoa lay ơn. Hoa lay ơn thì cánh nó hơi nhọn một chút nên là các bạn cắt đừng để nó bị tròn nha. Sau khi cắt xong được cái cánh như thế này thì các bạn dùng tay giãn nhẹ cái bụng của cánh hoa lay ơn này ra. Rồi dùng tay để nhún tạo các độ cong mềm mại cho cánh hoa này nha. Đó. Vậy là chúng ta đã được một cái cánh hoa lay ơn. Thì thường một bông hoa lay ơn thì thường có 6 cánh đấy. Thì các bạn làm 6 mảnh như thế này nha. Đây mình đã cắt sẵn rồi. Các bạn làm 6 cánh như thế. Rồi. Đây là cái cánh hoa lớn. Còn nếu như bạn nào mà làm để làm cái búp cái cánh hoa nó chưa nở như thế này thì các bạn cắt nhỏ hơn một chút hoặc là cắt bằng kích thước này cũng được nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm phần nhị hoa. Nhị hoa thì mình sẽ dùng màu vàng. Các bạn dùng một mảnh có kích thước khoảng 3 cm với khoảng với 3,5 nha. Rồi các bạn cắt tạo nhị hoa như thế này. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng keo sữa. Dùng một đoạn kẽm si dài khoảng 6-7 cm nha. Thực ra là các bạn có thể dùng cái cành kẽm như thế này cũng được. Nhưng mà theo mình nghĩ thì để tiết kiệm thì mình nên dùng kẽm si, tại vì lát nữa thì mình gắn vào cành ấy thì mình cũng không nhìn rõ được cái phần kẽm to hay kẽm nhỏ nhá. Thì để tiết kiệm thì mình dùng kẽm si, còn bạn nào mà dùng cái kẽm cành như thế này cũng được nhá. Rồi giờ mình sẽ gắn cánh hoa vào. Thì các bạn dùng keo sữa gắn 3 lớp cánh trong và 3 lớp cánh ngoài.
Thì hoa, cành hoa lay ơn thì có thường có ba loại, ba hình thái hoa. Nhất là hoa đã nở rồi, hai là hoa chuẩn bị nở, và thứ ba là cái búp hoa. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cả ba loại hoa trên một cành nhá, cả ba trạng thái của hoa trên một cành nhá. Thì sau khi ghép được ba cánh thì chúng ta đã được một cái bông hoa chưa nở như thế này. Thì các bạn làm tầm khoảng 4 cái bông hoa chưa nở như thế này nhá. Đó, các bạn chỉ ghép tầm 3 cánh thôi. Các bạn làm được tầm 4 cái như thế này. Đó. Các bạn làm tầm 4 cái nhá. 4 bông hoa chưa nở như thế này. Rồi, đây là bông hoa chưa nở, còn nếu mà cái bông hoa mà đã nở rồi ấy thì mình sẽ làm thêm 3 cánh ở lớp cánh ở bên ngoài nhá. Đó. Sau khi các bạn gắn thêm 3 cánh bên ngoài thì nó sẽ được một cái bông hoa như thế này. Thì sau đó thì các bạn cánh hoa lay ơn ấy thì thường nó sẽ có xu hướng đã nở rồi thì nó sẽ nở bung ra, và cánh hoa thì nó sẽ xòe ra như thế này. Thì các bạn dùng tay để vuốt nhẹ cái cánh hoa cho nó xòe ra một chút nha. Đó, như vậy là mình đã làm xong một cái bông hoa đã nở như thế này. Rồi, tiếp theo thì là cái chúng ta sẽ làm cái phần búp hoa như thế này, búp hoa chưa nở như thế này. Thì các bạn cắt những mảnh giấy màu hồng vụn như thế này, có độ dài tầm khoảng 6,5 đến 7 nhá. Cắt những miếng vụn như thế này. Rồi sau đó các bạn gập đôi nó lại như thế này. Rồi chúng ta sẽ dùng kẽm si để cố định chúng lại. Đó. Như vậy là chúng ta đã được gần một cái được thành hình cơ bản của cái nụ hoa chưa nở nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ghép phần lá vào. Với cái bông hoa to này ấy, thì các bạn sẽ dùng một cái giấy màu xanh có kích thước là 7 cm với 8 cm nha. Rồi các bạn cắt tạo hình lá. Lá của cái bông hoa lay ơn này thì nó cũng nhọn, nên là các bạn cắt nhọn, nhưng các bạn cắt như hình như thế này nha. Rồi các bạn dùng keo sữa. Đó, các bạn đặt cái phần cánh hoa vào bên trong. Sau đó thì dán cái phần lá ở bên ngoài nhá. Rồi, tương tự với cái búp hoa nhỏ này cũng vậy. Các bạn cắt cái lá nó nhỏ hơn một chút thì là chúng ta đã được cái phần lá ôm ở bên ngoài nhá. Với cái bông hoa to này thì các bạn làm khoảng 5 bông nhá. Đây mình đã làm sẵn rồi. Đây. Mình đã làm sẵn 5 bông hoa đã nở như thế này.
À quên, à, sau khi các bạn gắn cái phần lá này vào đấy thì các bạn sẽ dùng băng keo sáp để che đi nhá, che cái phần dưới đi. Đó. À, với cái phần búp hoa cũng vậy nhá. Cắt một đoạn giấy nhún màu xanh. Các bạn làm tầm khoảng 4 cái nụ hoa như thế này. Là đã chúng ta đã gần hoàn thành rồi nha. Tiếp đến là phần lá. Phần lá thì các bạn để ý là cái cành hoa lay ơn ấy thì trên đầu nó sẽ có những cái búp như thế này. Lá búp như này thì các bạn làm tầm khoảng 10 đến 12 cái lá rồi các bạn gắn vào nhá. Các bạn dùng tờ giấy nhún có kích thước khoảng 6 với 7 nhá, hoặc là nhỏ hơn cũng được. Các bạn cắt tạo hình cái cánh hoa. Các bạn nhớ cắt nó nhọn nhá, chứ đừng cắt nó tròn. Và các bạn được những cái lá như thế này. Ở đây mình cũng đã cắt sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến cái công đoạn là ghép hoa vào cành nha. Các bạn dùng cái kẽm, cái cành cây đã bọc sẵn như thế này nha. Rồi các bạn dùng keo sữa. Phết vào cái phần này. Các bạn ghép vào thôi. Ghép đối xứng nhá. Các bạn cứ ghép khi đến khi nào mà các bạn thấy là các lá đã vừa đủ thì các bạn dừng lại nhá. Với cành hoa lay ơn này thì các bạn làm càng dài thì càng đẹp nhá. Tại vì hoa lay ơn thì thường là cắm vào các cái bình nó dài đấy. Thì làm dài một chút nó sẽ đẹp hơn. Đó, sau khi mình dán xong cái phần cánh hoa như thế này, phần lá búp ở bên trên như thế này thì tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp nhá. Các bạn dùng băng keo sáp để cuốn che lại cái phần gốc lá mà mình vừa mới dán vào đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng làm cái phần búp nhỏ nhất ở bên trên. Rồi các bạn dùng băng keo sáp để cuốn lại.
bạn nhớ là dán băng chỉ để lại thừa một đoạn và phần đài hoa này ra thôi nhá, còn phần dưới thì mình sẽ cuốn kín lại. Sau khi đến gà tiếp theo thì chúng ta sẽ làm đến gắn tiếp là đến cái phần búp hoa chuẩn bị nở, tức là cái hoa nó nhỏ nhỏ đấy. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ ghép đến cái phần hoa đã nở nhá. Sau khi các bạn ghép xong thì cành hoa mẫu đơn của chúng ta sẽ có cái hình dạng như thế này. Cũng đã gần xong rồi đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ gắn cái phần lá vào nha. Thì các bạn cũng cắt những cái tấm lá như thế này, nhưng mà chú ý là mình sẽ cắt nó dài hơn một chút. Kích thước là khoảng 12 nhá. 12 nhân với khoảng 3,5, 3 đến 3,5 nha. Các bạn cắt những miếng lá dài như thế này. Rồi chúng ta dùng keo sữa để gắn chúng vào phần thân bên dưới. Tầm từ 8 đến 10 cánh, 10 cái lá là vừa đẹp nhá.
cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuốn lại cái phần này cho nó đồng đều với cái phần thân bên trên này nhá. Đồng thời cũng để che đi cái phần lá mà mình đã vừa dán đấy. Nó dài quá nên là cuốn băng keo sáp cũng rất là khó khăn. Sau khi mà mình đã cuốn băng keo sáp xong thì bông hoa có hình dạng như thế này nhá, hình dạng cuối cùng đó. Thì các bạn dùng tay này chỉnh lại các bông hoa trông cho nó tự nhiên một chút nha, tự nhiên nhất có thể. Nếu mà để nguyên như lúc nãy mình vừa ghép ấy thì nó hơi bị cứng. Cành hoa mẫu đơn thì nó hơi cong nha, một chút chứ nó không thẳng như này, thì các bạn dùng tay hơi uốn uốn nó một chút để cho nó cong. Đó. Như vậy là các bạn làm cái cành hoa mẫu đơn như thế này. Thì các bạn ngoài màu vàng và màu hồng như thế này thì các bạn có thể chọn màu trắng để hoặc là màu đỏ nhá. Thì hoa mẫu đơn có khá là nhiều màu. Thì các bạn làm theo cách của mình rồi hướng dẫn rồi làm những cái cành mẫu đơn như thế này để cắm vào bình hoa trong nhà mình nhá. Rất là đẹp. Các bạn có ý kiến gì hay là có thắc mắc gì về cái clip mà mình dạy, lúc mình dạy nó có bị khó hiểu ấy, thì các bạn để lại comment bên dưới thì mình sẽ giải thích và rút kinh nghiệm nha. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa lay ơn như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Xin chào.